Được triển khai tại thành phố Đà Nẵng từ năm 2018, chương trình tín dụng ưu đãi cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 năm 2015 của Chính phủ về quản lý nhà ở xã hội đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, nhiều người có thu nhập thấp trên địa bàn đã được vay vốn ưu đãi để mua nhà, xây nhà, góp phần an cư lạc nghiệp. Ông Nguyễn Văn Dũng hiện là giáo viên của một trường cấp 2 trên địa bàn phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Gần 30 năm làm trong ngành giáo dục với đồng lương viên chức ít ỏi, giấc mơ có một ngôi nhà để an cư với ông mãi chỉ là giấc mơ. Đầu năm 2022, với số tiền hơn 700 triệu đồng, có được từ bao năm tích góp, vay mượn bà con, bạn bè, ông Dũng được Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Liên Chiểu cho vay thêm 500 triệu đồng theo chương trình nhà ở xã hội với lãi suất 4,8% một năm, thời gian vay lên đến 25 năm. Với cái mức vay cũng rất ưu đãi, rồi thời gian vay thì có thể kéo dài. Thì đây cũng là một cái lộ trình để cho mình cân đối cái kinh tế gia đình. Khi mà nguồn thu nhập được cao thì có thể là mình có thể là trả nhiều hơn để cho giảm được cái thời gian vay và hoàn trả dư nợ sớm cho ngân hàng. Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 năm 2015 của Chính phủ về phát triển quản lý nhà ở xã hội đã được triển khai tại Ngân hàng Chính sách Xã hội từ năm 2018. Đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố đã giải ngân cho trên 900 khách hàng vay với số tiền gần 340 tỷ đồng để cho vay xây mới, cải tạo sửa chữa nhà ở, mua nhà ở xã hội. Năm 2022, kế hoạch vốn cho chương trình này tại Đà Nẵng là 100 tỷ đồng, chưa kể nguồn lực tái cấp vốn thực hiện Nghị quyết 11 năm 2022 của Chính phủ. Cái Nghị quyết 11 thì chủ yếu là bổ sung cái nguồn vốn đáp ứng cái nhu cầu cái đối tượng này. Còn về cơ chế cho vay thì Nghị định 100 cũng như Nghị định sửa đổi là Nghị định 49 thì cũng không có thay đổi gì. Thì chúng ta cũng tiếp tục triển khai cái chương trình này để đáp ứng kịp thời cái nhu cầu. Theo quy định hiện hành của Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố, mức vay đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội là bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội. Đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, tối đa bằng 70% giá trị dự toán, nhưng không quá 500 triệu đồng. Lãi suất theo quy định của Chính phủ là 4,8% một năm, thời gian vay tối đa 25 năm kể từ ngày nhận khoản vay đầu tiên. Có thể nói, chương trình tín dụng ưu đãi cho vay nhà ở xã hội đã góp phần hiện thực hóa ước mơ cho nhiều người có thu nhập thấp về những căn nhà khang trang, kiên cố, giúp họ an cư lạc nghiệp, tạo động lực, quyết tâm, làm việc để có thu nhập trả nợ vốn vay đúng quy định và hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.